học chứng minh đàn ông mũi càng cao thì kích thước cậu nhỏ càng lớn. Anh em qua mình nâng mũi đi cho cậu nhỏ lớn thêm chút nhé. Dự án này có tên gọi chính thức là Nose and Bird. Tên gọi đầy đủ là Relationship Between Nose and Bird, có khả năng sẽ được đề cử giải thưởng Nobel năm nay. Wow. Bảo sao ngồi xổm thì thằng em cứ chạm đất. Hả? Ai ghen tị chắc chắn sẽ bảo Photoshop. Chốt lại là đừng yêu mấy anh mũi tẹt, mấy anh sửa mũi thì vẫn yêu nha vì họ có tiền. Mình không tin vào khoa học nên cần một bạn nữ kiểm chứng và xác nhận hộ mình xem có thật là như vậy hay không. Ê, người ngoài hành tinh kìa. What the hell? Gì má, đây là hành tinh của tao mà, tụi mày mới là người ngoài hành tinh. Khứa người ngoài hành tinh biết nói tiếng Việt. Kiểu gì? Tại hai ông phi hành gia có đem theo bánh mì chuyển ngữ của Doraemon á. Quá chuẩn luôn. Người ngoài hành lang hiểu tiếng người ngoài hành tinh. Một con rùa biển ngủ và thổi bong bóng dưới đáy biển. What the hell? Cứ như bị dò gì ấy nhỉ, nhanh trí lấy tay bịt lại giúp nó. Trên bờ đang mưa nên trốn dưới này ngủ không bị ướt mưa. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Anh hỏi dùm em sao nó không lên bờ ngủ. What? Ngủ ngáy to quá vợ nó đuổi xuống ngủ dưới này cho yên tĩnh đấy. À thế à? Có khi nào nó ngủ quên rồi chết đuối không nhỉ? Trên bờ cúp điện nóng sao ngủ? Nằm dưới biển như kiểu người nằm điều hòa ấy nhỉ? Có thể không tốt cho hô hấp nhưng mà mát. Wow. Rùa có thể gác đầu nằm xuống cho đỡ mỏi cổ rồi nhả bong bóng ra vẫn được mà, chớ nhìn Di thấy mỏi cổ dùm. Chắc kiếp trước là công chúa bong bóng. Sao không lên bờ mà ngủ, đỡ phải mỏi mồm thổi. Kiểu gì? Lâu lâu mình ngủ cũng thổi bong bóng. What the hell? Nhìn y chang thằng con với chồng tao lúc ngủ, miệng chảy kem mà hai đứa nó nhiều khi thổi được bong bóng luôn mới ghê. Phổi của rùa biển nhỏ, nhưng máu nó rất nhiều hồng cầu nên có thể chịu oxy đủ để lặn trong nhiều giờ liền. Khi ngủ dưới biển nó thường thổi bóng để cơ thể không bị nổi lên. Rùa biển không thở được dưới nước mà phải ngoi lên mặt nước để hít thở. Bắc Ninh, lỡ hứa với bạn gái cũ, sẽ trở thành người thi đại học nhiều nhất Việt Nam. Chàng trai đã dự thi đến 18 lần vì không muốn thất hứa. Em cứ nghĩ, hứa là trò lừa của thiên hạ, cho đến khi gặp anh như ánh sáng tối cao soi rọi cho kiến thức hạn hẹp của em vậy. Chỉ là em chỉ có một thắc mắc là, đã là bạn gái cũ rồi thì liên quan mẹ gì đến anh nữa đâu mà nhất quyết giữ đúng lời hứa vậy anh. Đi thi lúc 2K5 mới lọt lòng, thì tới bây giờ thi chung luôn với 2K5. Ôi trời ơi! Bạn gái cũ chắc đẻ mấy lứa rồi, có khi con bạn gái cũ cũng đi thi cùng trường luôn quá. Quá chuẩn luôn! Sao bằng ông cháu này vừa ra trường đời đã vấp ngã? Bố mẹ anh lại bảo là giá như anh cũng nghe lời bố mẹ như giữ lời hứa với người yêu thì phải tốt biết bao. Bắt taxi đến hàng phở gà, anh lái xe bảo, anh cũng vào ăn luôn, xong ra anh trả tiền phở cho mình, cước xe 80 chục, tiền phở 60, đi làm vì đam mê hay gì ba?
tao chạy cuốc xe cho một em khách được 50k, tao rủ em khách đi khách sạn, tao bao phòng đây này. Anh nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Đợt đi Nha Trang anh taxi hỏi đi đâu bảo có quán bún cá nào ngon anh chở em đi. Anh chở đến nơi trả tiền anh bảo cứ ăn đi anh cũng ăn. Ăn xong anh đi mất tiêu lúc nào không lấy tiền gọi điện thoại không nghe luôn. Ơ kìa. Hiểu kiểu gì? Rồi mời anh ấy tráng miệng rú sữa nha. Wow. Hai đứa đam mê gặp nhau, một đứa chạy taxi 80k xong đãi khách ăn phở hết 60k, một đứa nhất quyết phải ăn phở ngoài quán, trời mưa bắt taxi 80k đi ăn phở 30k thay vì gọi ship. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Vụ lộ đề thi văn, thanh niên gửi để cho chị gái làm hộ, chị gái gửi đi đã cẩn thận xóa tin nhắn, nhưng anh người yêu độ chị lại vô tình vào Messenger thấy, liền chụp up lên vây câu tương tác và cái kết. Nani? Thông minh, người thông minh như vậy sống không lâu đâu. Ta nói, không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu là như vậy nè. Quá chuẩn luôn. Đi xong rồi, nghĩ tới cảnh lên đại học được ăn chơi rồi ngủ, không phải kiểm tra 15 phút hay một tiết gì mà sướng. Oh my god. Học dễ lắm các em ơi, anh đang chuẩn bị học năm thứ 8 rồi nè. Hả? Lên đại học sướng lắm, ăn rồi chơi với ngủ sau trả nợ môn. Xong đến lúc lại một đêm làm chủ kiến thức. What the hell? Phải rồi, không cần kiểm tra một tiết hay 15 phút gì hết mà dồn lại kiểm tra một lượt rồi lúc đó khóc mấy đêm dòng ôn thi vì bình thường lo chơi. Chúc mừng em đã thoát khỏi kiểm tra 15 phút và một tiết. Lên đây em sẽ được gặp các Mark. Nani? Ai mạnh dạn khoe danh sách thi lại học lại đi ạ. Sinh viên năm cuối kiểu. Tưởng tượng thế này là dễ nhất nè. Đại học có 4 năm thì có 8 kỳ học. Mỗi kỳ thì có thi giữa kỳ và cuối kỳ, thì có 16 kỳ thi tương đương với 16 cái kỳ thi trung học phổ thông. Vì khi thi giáo sư sẽ bảo là học tất cả những gì đã học hoặc giáo sư đã từng nhắc tới. Mặc dù không biết có phải từng nhắc thiệt không, giáo sư chắc mở tài liệu luôn. Xuyên đêm sáng đi thi là bình thường như cơm bữa á. Quá chuẩn luôn. Chưa hết, giáo sư cho mở tài liệu nhưng nội dung đề thi không có trong tài liệu. Anh thích em lắm, làm người yêu anh đi. Xin lỗi, tôi có người yêu rồi. Thế để anh kiếm cho bạn ấy người yêu khác nhé. What? Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.